Xin chào mọi người. Thì hôm nay Linh có gánh 4 cây lợp đi đặt nha mọi người. Đó, giờ cũng xế chiều mọi người ơi, gần 4 giờ rồi. Mình có sách 4 cây lợp để mình đi đặt nha mọi người. Rồi mời mọi người đi đặt lợp với mình nha. Em Linh xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Linh có đặt lợp mọi người. Tiếp tục là Linh đặt 40 cái lợp mọi người. Đây, lợp để đây. Giờ Linh sẽ đi đặt lợp mọi người.
tiếp tục mọi người ơi. Thì nãy giờ đặt cũng hết mớ mọi người ơi, giờ đi hẳn cặp máy này hẳn ngoài nữa rồi sẽ ra ngoài láng giữa đặt cái nữa nha mọi người. Rồi mời mọi người theo chân mình nha.